Trong khuôn khổ dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, ngày 24 tháng 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị đối thoại với hội viên phụ nữ với chủ đề phòng chống bạo lực gia đình tại xã Đồng Lương. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Bình, trưởng ban xây dựng tổ chức hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Thị Kiêu, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ngành đoàn thể xã Đồng Lương. Với chủ đề phòng chống bạo lực gia đình, hội nghị đối thoại đã lắng nghe, chia sẻ, giải quyết nhiều ý kiến kiến nghị của hội viên phụ nữ trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, tập trung ở 3 nhóm vấn đề là lao động việc làm, công tác cán bộ, phát triển kinh tế, bạo lực gia đình và vấn đề về hôn nhân gia đình. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cán bộ hội viên phụ nữ đã nêu lên những vấn đề vướng mắc, đề xuất kiến nghị nhiều nội dung, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề liên quan đến việc thực hiện cơ chế chính sách và các quy định của pháp luật liên quan đến phụ nữ tại địa phương, các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế, lao động, việc làm, đất đai, chính sách an sinh xã hội và chính sách đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, phòng chống tình trạng bạo lực gia đình diễn ra trong đời sống hàng ngày ở cộng đồng dân cư. Tại buổi đối thoại, cấp ủy chính quyền xã Đồng Lương đã giải đáp trả lời những ý kiến của các hội viên liên quan đến thẩm quyền giải quyết. Hội nghị đối thoại chính sách với hội viên phụ nữ tại xã Đồng Lương được tổ chức phù hợp, thiết thực, giải quyết được những vấn đề đang đặt ra đối với cán bộ hội viên phụ nữ là một trong những nội dung quan trọng của dự án 8 nhằm đảm bảo tiếng nói, vai trò và sự tham gia thực chất của phụ nữ trong hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ hội viên phụ nữ để có những chủ trương chính sách, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hội viên phụ nữ, tăng cường sự hài lòng của hội viên phụ nữ đối với chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời đề xuất kiến nghị các biện pháp nhằm đảm bảo việc thực hiện các chủ trương chính sách, khắc phục những bất cập, hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện các chính sách liên quan đến đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ, chế độ chính sách cho hội viên phụ nữ, một số vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, kịp thời nắm bắt thông tin, giải đáp, phối hợp giải quyết và phản ánh, đề xuất với cấp có thẩm quyền hướng khắc phục xử lý.